Sau khi các bạn phơi khô thì các bạn sẽ được cái để vào lọ thủy tinh này nhé, để bảo quản nhé. À, đây là bột vừa xay xong, đây giống như cái bột này, đây cũng là bột vừa xay xong này. Thì cái bột này mình đã cho nước rồi, còn cái này thì mình chưa cho nước. Thì bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào đây. Cái bột mà vừa xay xong ấy, các bạn có thể ra ngoài hàng nhờ người ta xay, hoặc là các bạn có thể xay bằng máy xay sinh tố của nhà mình cũng được. Thực ra đây là mình đã xay ở ngoài hàng rồi. Thì thực ra là số lượng của mình làm 10 cân bột, 10 cân sắn tươi ấy, sắn dây tươi, nên là mình ngại xay ở nhà lắm. Rồi các bạn lấy thêm nước vào cái bát, sau đó các bạn đổ vào đây. Các bạn đổ đều vào bột nha. À, phần sơ ấy, chứ bạn chưa thành bột đâu. Làm phần bột xuống đây thì quá đơn giản, chỉ là hơi mất công một chút thôi. Mất thời gian các bạn làm mất khoảng mấy ngày ấy. Để đợi bột khô nữa mà. Đó, các bạn đổ nước vào này. Mình đổ nước vào, sau đó thì mình sẽ dùng tay bóp nhẹ để phần bột ra. Đây. Để phần bột được tơi ra. Sau đó chúng ta sẽ dùng dùng tay nhá. Các bạn dùng tay này. Các bạn dùng tay. Thực ra là dùng hai tay thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Mình đang dùng cầm máy quay ấy, cho nên là không... Đây các bạn, bát này chúng ta có thể nhìn thấy phần sơ này. Phần sơ này thì các bạn đừng vứt đi vội nhá. Các bạn giữ lại phần sơ này để chúng ta có thể làm bột lọc thêm một lần nữa. Đấy, các bạn có vắt như thế. Cho đến hết cái phần sơ mà chúng ta cảm thấy ok, không vắt được nữa thì thôi. À, đây, các bạn vắt cho đến khi nào mà cái bột nó chúng ta không 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 vắt được nữa thì chúng ta dừng lại nhá. Thì ra chúng ta sẽ phải lọc mà. Rồi các bạn lấy một cái âu sạch, cái nồi sạch. Ra là mình làm nhiều ấy cho nên là mình đã sử dụng tất cả các nồi trong nhà của mình. Đây là mình dùng nồi lõi, nồi cơm điện nhá. Các bạn dùng này và các bạn dùng cái các bạn có thể dùng vải màn hoặc là cái gì nhỉ? Tự lại quên rồi. Cái gì lọc? Cái loại là cái lọc. Cái lọc kiểu như lọc cua ấy, nhưng mà cái này nó các bạn làm mua cái nó mịn mịn một chút và cái lưới cái mắt lưới nó nhỏ lắm. Rồi các bạn lấy lọc, bắt đầu lọc bột thì các bạn múc từ cái nồi mà chúng ta vừa vắt xong, chúng ta sẽ lọc qua. Mình sẽ lọc hai lần nhá. Lọc để lấy bớt phần sơ đi. Đây chính là cái phần nước mà chúng ta lọc lần đầu tiên từ bột vừa xay xong đấy. Đây các bạn thấy không ạ? Đây mình thấy rất là trắng. Các bạn nhìn có thể thấy giống như là sữa đậu nành ấy. Thì thực ra là công đoạn lọc sữa đậu nành sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Bây giờ để lọc lại một lần nữa ấy, thì chúng ta để loại bỏ được sơ ấy. Thêm một lần nữa thì chúng ta lấy một cái dây sạch hoặc là cái dây các bạn vừa mới sử dụng xong ấy, và một cái nồi thật sạch, các bạn đặt cái dây lên trên và chúng ta bắt đầu lọc lọc lại một lần nữa nha. Các bạn múc từ cái bát, từ cái nồi đầu tiên để sang đây. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần hơi sơ một chút nó vẫn còn bám lại ở trên cái dây của chúng ta này. Các bạn cứ lọc hết, đổ hết từ cái nồi này sang cái nồi này là ok. Đó, như mình vừa nói lúc nãy là cái bột này, à cái phần sơ chúng ta vắt ở cái lần đầu tiên ấy thì chúng ta nên giữ lại. Và chúng ta sẽ lọc thêm một lần nữa để tiết kiệm nhá, để có thể tận dụng được cái phần tối đa cái phần tinh bột của sắn dây. Thì chúng ta lại lấy cái nồi sạch các bạn, à đặt cái bột này vào đây. Sau các bạn lại cho nước.
các bạn lại cho nước. Bạn cho nước vào nha. Rồi chúng ta lại lọc theo cái công đoạn lần đầu như lúc nãy chúng ta làm thôi. Thì phần này mình sẽ không quay lại nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn đến đây thôi. Các bạn tự làm nhá. Nó đơn giản mà. Cái phần bột này thực ra vẫn còn, nó vẫn còn khá như nhiều ấy, khá nhiều tinh bột, cho nên là chúng ta nên là lọc lại một lần nữa để chúng ta tiết kiệm được cái phần, tận dụng được tối đa cái phần bột ấy, phần tinh bột. Còn khá là nhiều tương đối đấy, mình các bạn có thể dùng tay để có thể kiểm tra nhé. Bột thì khá là nhiều. Đó. Ok, đây chính là cái phần nước mà chúng ta vừa mới lọc xong. Chúng ta đã lọc qua dây xong 2-3 lần. Thì thực ra là trong cái phần nước này ấy, thì sẽ lẫn cả tinh bột, cả nhựa của sắn dây. Nên là chúng ta sẽ phải phơi, chúng ta sẽ phải để nó lắng lại. Các bạn để lắng giúp mình từ một ngày thì các bạn sẽ lọc nước cho mình 2 lần nhé. Từ sáng đến tối 1 lần, từ tối đến sáng 1 lần. Các bạn sẽ lặp lại cái chu trình này trong vòng 6 ngày, 5 đến 6 ngày. Các bạn lọc khi nào mà cái nước nó nổi lên ấy, nó là nước trong thì là ok. Bởi vì là chúng ta sẽ lọc để lấy cái phần tinh bột mà, thì phần tinh bột sẽ phải trắng. Nói hơi có hiểu một chút thì lát nữa mình sẽ làm hướng dẫn qua các bạn thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đây chính là phần nước mà mình đã ngâm bột từ sáng đến giờ, các bạn nhìn thấy này. Phần nhựa ra rất là màu, khá là đục. Thì bây giờ mình sẽ lọc bột nhé, mình sẽ đổ cái nước này đi. Các bạn sẽ múc to cái nước này đổ đi cho đến khi nào mà thấy cái phần bột đọng ở bên dưới nhé. Đó, ok. Ok, đây chính là phần bột mà chúng ta vừa mới lọc cái phần nước nhựa đi ấy, phần nước bên trên hơi đục đục ấy. Thì đây, chúng ta sẽ được nhìn thấy cái phần tinh bột sẽ đọng ở bên dưới. Và chúng ta lại tiếp tục cho nước vào. Các bạn lại cho nước vào. Cho nước vào nha, cho nước vào và chúng ta sẽ làm tan cái phần bột này với cả phần nước chúng ta vừa cho vào nhé. Để nó lọc thêm một lần nữa. Các bạn lọc và lại chu trình này. Đây ạ, đây là phần nước mà sau khi chúng ta đã lọc nhiều lần thành công này, nhiều lần, thì nó sẽ trong dần như thế này. Khi mà các bạn lọc đến cái lần mà nó mình cảm thấy nước trong vắt ấy, mà các bạn cảm thấy ok thì chúng ta sẽ đem bột đi phơi nha. Đây là phần sắn dây mà chúng ta đã lọc nước thành công, lọc nước nhiều lần. Và chúng ta và mình đem phơi phần sắn dây như thế này. Đây là cái phần bột, các bạn có thể nhìn thấy này. Nó chưa được khô thì mình phơi ở phần nắng mà nó hơi đừng nắng gay gắt quá, nắng bình thường thôi, nắng mà có gió là đẹp nhất. Các bạn phơi đến khi nào mà bột nó tách ra thì là sẽ được nhá, nó nứt ra thì là mình sẽ phơi là được thành công. Đây, còn đây là phần bột sắn dây mà chúng ta mà mình đã phơi khô rồi, gần khô rồi. Các bạn có thể nhìn thấy một tách ra rất là trắng. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Thì chúng ta bảo quản nó cho vào lọ là ok. Ra là quay không biết sao nó có bị tối chứ ra là ngoài trắng lắm. Thế là chúng ta đã làm thành công bột sắn dây rồi, rất là đơn giản, các bạn chỉ hơi mất công một chút thôi. Đây, sau khi các bạn phơi khô thì các bạn sẽ được cái để vào lọ thủy tinh này nhé, để bảo quản nhé. Đó. Nhìn như chỗ này là mình làm 2 cân sắn tươi thì được một lọ. Như thế này chắc được nửa cân. Một sắn này thì chúng ta có thể hoàn toàn uống sống được nhé. Chúc các bạn thành công.